Đông Nam Á, tổng dân số của cả khu vực là trên 675 triệu người, trong đó khoảng 10% là người gốc Hoa. Singapore là nước Đông Nam Á duy nhất Hoa Kiều chiếm phần lớn dân số, còn lại 10 quốc gia người gốc Hoa đều chỉ là dân tộc thiểu số. Nếu như tổng GDP của cả 11 nước Đông Nam Á cộng lại là 3.317 tỷ đô, thì ước tính người gốc Hoa ở khu vực phải kiểm soát 2.000 tỷ đô tài sản lưu động. Cứ 100 tỷ phú thì có 86 người gốc Hoa, 90% doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc sở hữu của Hoa Kiều. Tóm lại, người gốc Hoa chỉ chiếm 10% dân số, nhưng kiểm soát 70% tài sản doanh nghiệp của Đông Nam Á, 90% dân số bản địa Đông Nam Á tranh nhau 30% còn lại. Một ví dụ sống động là gia tộc Trương Mỹ Lan. Sau khi Trương Mỹ Lan bị bắt, lực lượng chức năng đã tạm giữ 1.266 sổ đỏ, 1.784 bản photo sổ đỏ, danh sách 269 nhà đất cho thuê. Ngoài ra, còn kê biên 1.237 bất động sản, hơn 857 triệu cổ phần SCB, một du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô, phong tỏa 43 tài khoản ngân hàng của các bị can và các cá nhân đứng tên hộ, với tổng số tiền là 1.896 tỷ đồng và 84 triệu đô la Mỹ. Kể ra như vậy để thấy rằng ở Việt Nam gia tộc Trương Mỹ Lan lũng đoạn nền kinh tế, sở hữu tài sản cực choáng. Nhưng còn một sự thật gây choáng hơn là gia tộc Trương cũng chỉ là một mắt xích tương đối khiêm tốn trong toàn bộ hệ thống các doanh nghiệp Hoa Kiều ở Đông Nam Á. Hệ thống đó có một cái tên mạng lưới trẻ. Trước khi vào nội dung chính thì có hai lưu ý nhỏ. Một là video không cổ suý phân biệt, bài xích bất kỳ nhóm dân tộc nào, cộng đồng nào cũng thế. Cũng có người tốt kẻ xấu, không thể vì một vài hiện tượng cá biệt mà đánh đồng cả một nhóm người. Ở Việt Nam, người Hoa là một phần của đại gia đình 54 dân tộc, cùng chung tay đóng góp vào sự phát triển của đất nước như mọi dân tộc khác. Và hai là video có tham khảo bài viết của bạn Dương Anh Vũ, kỷ lục gia trí nhớ, học thuật thế giới. Rồi, giờ thì anh nói qua về khái niệm mạng lưới trẻ. Ừ thì bạn đã nhìn thấy rừng tre rồi đúng không? Chúng mọc quyện vào nhau, từng bụi đều có chung rễ với nhau. Do đó, các nhà nghiên cứu đã dùng khái niệm mạng lưới tre để nói về hệ thống liên kết các doanh nghiệp Hoa Kiều ở Đông Nam Á với nền kinh tế Trung Quốc, bao gồm cả Đại Lục, Hồng Kông, Macau và Đài Loan. Cũng giống như cây tre, những doanh nghiệp này thực dụng, dẻo dai và linh hoạt. Quy mô ban đầu có thể khiêm tốn, nhưng họ biết cách tận dụng mạng lưới tre cùng chia sẻ vốn, hàng hóa, dịch vụ và quan trọng nhất thông tin để trở thành các tập đoàn lớn. Vậy mọi thứ bắt đầu như thế nào? Tổ tiên của những người gốc Hoa ở Đông Nam Á phần lớn là nạn nhân của các cuộc di dân vì kinh tế, đặc biệt là cuối thời nhà Thanh, vì nghèo đói mà họ phải rời bỏ quê hương đến các thuộc địa của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á để tìm kế sinh nhai. Họ làm bất cứ nghề gì miễn là có thể kiếm được tiền để gửi về đại lục cho thân nhân. Ban đầu, họ chấp nhận làm những nghề nghiệp mà xã hội bản địa khinh rẻ. Nhưng khi tích lũy đủ tài sản để bước đến giai đoạn đầu tư và làm chủ thì người gốc Hoa bất chấp thêm một lần nữa, lần này là làm giàu bất chấp. Để đạt được mục tiêu, họ không ngại đụng chạm, không ngại hối lộ, luồn lách, lươn lẹo, thao túng thị trường và cả phạm pháp. Ngay từ ban đầu, người Hoa đã hình thành các bang hội dựa theo nhóm văn hóa vùng miền. Ví dụ ở miền Nam Việt Nam trước đây, người Hoa có ngũ bang là Quảng Đông, Triều Châu, Phúc Kiến, Hải Nam và Khách Gia. Các nhóm này ban đầu được lập ra với mục đích tự vệ, tương trợ lẫn nhau. Nhưng qua thời gian nó phát triển thành một mạng lưới làm ăn kinh doanh, từ đó thao túng thị trường và lũng đoạn giá cả, đặc biệt là ở những lĩnh vực người gốc Hoa độc quyền. Trước tiên hãy nói về Thái Lan, quốc gia có cộng đồng Hoa Kiều đông nhất thế giới. Nhưng vua Rama của Thái Lan, một nhà cai trị có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa mạnh mẽ, lại có thái độ không mấy thiện cảm với người Hoa. Ông so sánh gọi người Hoa là người Do Thái phương Đông là những kẻ hám lợi, vô đạo đức và vô cảm, làm giàu trên mồ hôi của người Thái bản địa. Tư tưởng của nhà vua ảnh hưởng mạnh mẽ lên tinh thần bài Hoa trong xã hội. Thái Lan đã đưa ra những chính sách quyết liệt để đồng hóa người gốc Hoa, nhưng kết quả sẽ khiến bạn bất ngờ. Người Hoa ở Thái Lan chỉ chiếm 14% dân số, nhưng kiểm soát khoảng 85% nền kinh tế. Trong danh sách 40 người giàu nhất Thái Lan thì 80% trong số đó có tổ tiên là người Hoa. Chưa dừng lại ở đó, 10 doanh nghiệp gia tộc gốc Hoa giàu có nhất lại kiểm soát đến 1/2 tổng tài sản doanh nghiệp của toàn đất nước Thái Lan. Cái tên này là tập đoàn lớn nhất Thái Lan, nhưng có lẽ bạn quen với tên viết tắt của nó hơn. Năm 1921, hai anh em nghèo đến từ Sán Đầu, Trung Quốc đã mở một cửa hàng hạt giống trong khu phố Tàu ở Bangkok dưới Ramat. Còn bây giờ, CP Group kiểm soát công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi và tôm lớn nhất thế giới, là nhà sản xuất gia cầm, thịt lợn hàng đầu thế giới. Nó cũng vận hành doanh nghiệp bán lẻ lớn nhất Đông Nam Á với hơn 12.000 cửa hàng 7-Eleven, đứng thứ hai thế giới chỉ sau Nhật Bản với hơn 20.000 cửa hàng. Trong lĩnh vực viễn thông, công ty Contour Group là một trong những nhà mạng lớn nhất Đông Nam Á với hơn 25 triệu khách hàng. CP Group còn là nhà đầu tư nước ngoài đầu tiên vào Trung Quốc và trở thành công ty nước ngoài đầu tiên đăng ký tại đặc khu kinh tế Thâm Quyến. Công ty hiện là nhà đầu tư lớn nhất ở Trung Quốc đại lục với số đăng ký là 0001.
Cộng đồng Hoa Kiều lớn thứ hai thế giới là ở Malaysia với 6,7 triệu người gốc Hoa, tương đương với 22,8% dân số. Họ kiểm soát đến 70% nền kinh tế quốc gia, họ sở hữu 69,4% các tổ hợp kinh doanh, 71,9% tổng số bất động sản thương mại và công nghiệp, cũng như 69,3% tất cả các khách sạn ở Malaysia. Điển hình nhất là vua đường Quách Hạc Niên với tài sản trị giá 12 tỷ đô. Ông là người giàu nhất Malaysia và xếp thứ 96 trên thế giới. Ông sở hữu vô số doanh nghiệp ở Malaysia, kinh doanh từ đồn điền mía, nhà máy đường, thức ăn chăn nuôi, dầu mỏ, khai thác mỏ, tài chính, bất động sản, logistics, xuất bản và khách sạn. Vâng, những khách sạn mang tên Shangri-La. Nhưng tài sản lớn nhất của Quách Hạc Niên là cổ phần trong Wilmar International, công ty kinh doanh dầu cọ niêm yết lớn nhất thế giới. Có lẽ người Malaysia và Indonesia là những dân tộc có tư duy thù địch và cực đoan nhất đối với người gốc Hoa. Trong quá khứ, ngoài thi hành chính sách đồng hóa, còn có những chiến dịch tuyên truyền bài Hoa, đỉnh điểm là những cuộc biểu tình nhắm vào người gốc Hoa vào tháng 3 năm 1998, khiến hàng chục nghìn người gốc Hoa rời bỏ Indonesia. Tuy nhiên, điều này khiến nền kinh tế tê liệt và thiệt hại nghiêm trọng, nên chính phủ kế nhiệm đã phải kêu gọi người gốc Hoa quay lại. Nhưng trước đó rất lâu, vào năm 1938, một người đàn ông tên là Lâm Thiệu Lương đã đến Java không một xu dính túi. Ông mở một công ty buôn bán nhỏ. Trong chiến tranh giành độc lập ở Indonesia, ông cung cấp quần áo, thực phẩm và vũ khí cho những người nổi dậy. Và khi chiến tranh kết thúc, người bạn của ông tướng Suharto đã không quên ông sau khi leo lên chức tổng thống. Bây giờ, Salim Group là tập đoàn lớn nhất Indonesia. Nó sở hữu nhà sản xuất mì ăn liền lớn nhất thế giới. Có bạn nào nghiện mì Indomie không nhỉ? Một trong những nhà sản xuất ô tô lớn nhất Indonesia và chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn nhất Indonesia. Ngoài ra, nó cũng sở hữu những đồn điền cọ dầu bạt ngàn, tham gia phát triển bất động sản và chen chân cả vào ngành công nghiệp giải trí. Trong lịch sử di cư của người gốc Hoa ra thế giới, có lẽ Việt Nam là một trong những vùng đất mà người Hoa đến sớm nhất, do chính sách đồng hóa của các triều đình phương Bắc áp đặt lên Việt Nam trong giai đoạn 1000 năm Bắc thuộc. Trước năm 1975, miền Nam chỉ có khoảng 1,2 triệu người gốc Hoa. Tuy chỉ chiếm 6,3% dân số, nhưng họ lại kiểm soát hơn 80% cơ sở sản xuất các ngành công nghiệp thực phẩm, dệt may, hóa chất, luyện kim, điện và gần như độc quyền 100% buôn bán và 90% xuất nhập cảng. Theo ước tính, tổng số tiền mặt người Hoa ở Sài Gòn nắm giữ tương đương với 1/3 tổng số tiền đang lưu hành trong cả nước. Nói cách khác, người gốc Hoa trước năm 1975 đã kiểm soát gần như toàn bộ nền kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng hiện nay, nếu so với các nền kinh tế khác trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines hay Singapore, thì kinh tế Việt Nam lại ít chịu ảnh hưởng và kiểm soát bởi người gốc Hoa nhất. Trước khi chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 nổ ra, chính phủ Việt Nam vì lo sợ nếu chiến tranh xảy ra thì người gốc Hoa có thể trở thành đạo quân thứ 5 của người láng giềng, nên đã bật đèn xanh để cho Hoa Kiều ở trong nước rời khỏi Việt Nam. Sau chiến tranh biên giới, cộng đồng gốc Hoa ở Việt Nam còn khoảng 900.000 người, giảm đi một nửa so với năm 1975. Những người gốc Hoa ở lại đã tạo dựng nên một số doanh nghiệp có tiếng ở Việt Nam như tập đoàn bánh kẹo Kinh Đô, tập đoàn Thiên Long, gốm sứ Minh Long, giày dép Beatis hay tập đoàn bất động sản Thành Thành Công. Một mặt giống như Indonesia, rất nhiều tài sản đi theo người Việt gốc Hoa đã rời khỏi Việt Nam trong đợt di tản đó. Nhưng mặt khác, kinh tế Việt Nam ít lệ thuộc vào các doanh nghiệp gia tộc Hoa Kiều hơn các quốc gia khác trong khu vực. Vậy thì chúng ta nên nhìn nhận thế nào về mạng lưới trẻ? Bao giờ chúng ta cũng phải nhìn nhận sự việc từ hai phía. Các doanh nghiệp chân chính, gốc Hoa, gốc Việt hay gốc cây đều không quan trọng vì doanh nghiệp là một phần thiết yếu của nền kinh tế. Nhưng từ sự việc của Vạn Thịnh Phát ngày hôm nay, chúng ta cũng cần cảnh giác nếu các tập đoàn Hoa Kiều khinh đảo, lũng đoạn nền kinh tế, bắt tay với những thành phần tha hóa trong hệ thống chính trị gây ra thiệt hại khôn lường cho quốc gia hay dân tộc. Và hơn thế nữa, đối với nhiều nhà nghiên cứu, mạng lưới trẻ không gì khác là cánh tay nối dài của Bắc Kinh ở Đông Nam Á. Nhưng nhiều tập đoàn đã bước vào giai đoạn chuyển giao quyền lực cho thế hệ tiếp theo. Những người trẻ tuổi hầu hết đi du học ở phương Tây có lẽ sẽ khó thích nghi với gốc gác hơn. Dẫu vậy, chắc chắn họ vẫn thừa hưởng những mối quan hệ, những sự nhạy bén và cả sự thận trọng của gia đình. Giống như Quách Hạc Niên từng nói, cây to thì thường hút gió lớn. Trong bối cảnh tầm ảnh hưởng của Trung Quốc ở Đông Nam Á ngày càng tăng lên như hiện nay, thận trọng là không bao giờ thừa.